Vào chuồng. Chuồng. Rồi. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Thì cách đây vài hôm khi mà em Công làm một cái bàn thờ cho em Xính, gọi là em Xính Thọt đấy, một hoàn cảnh đã được kênh Tam Giác Mạch của bạn Hiệp giúp đỡ vào hôm vừa rồi, thì có cùng Khâm chở bộ bàn ghế và làm cho em Xính một chiếc bàn thờ. Thì kinh phí là đều do bác Hiếu ở bên Mỹ tài trợ. Trong quá trình làm và trong quá trình em Công đi giúp đỡ hoàn cảnh thì cũng đã hỗ trợ cho nhà em Xính mồ côi và em Thăng là mua dê giống. Để được sự tin tưởng của bác Hiếu thì bác Hiếu liên hệ nhờ em Công mua cho em Xính, em Thành, em Xính một con chó làm giống. Tuy nhiên là đi tìm suốt từ hôm đó đến hôm nay thì anh em thì cũng hỏi khá là nhiều chỗ, tìm cũng rất là nhiều nơi chó con, tuy nhiên là đều không ưng ý và chó đến rất là nhỏ. Và tìm cái giống chó mông, mông cộc ấy, thì giá tiền cũng khá là cao. Đấy, mà có một số lần thì em Công cũng đã chụp ảnh gửi cho bác Hiếu rồi, tuy nhiên là cũng đều không được như ý muốn. Đấy, hôm qua thì tình cờ đi qua đây, giới thiệu các bác đây là một cái quán ăn chuyên về món ăn về chó. Thì em Công cũng có mạnh dạn vào hỏi anh chủ quán là có con chó nào không, thì muốn anh để lại cho một con. Và hôm qua vào thì thấy ở trong chuồng của anh Ngốt còn ba con, thì trong đó có một con chó cái, thì ngỏ ý muốn mua. Và anh em cũng muốn là đấy, thật sự là có lẽ là các bác ở đây sẽ đã xem rất là nhiều những cái clip về việc là giải cứu các cái con chó, các cái con động vật mà đến lò mổ. Đây có lẽ cũng sẽ là một cái clip gần như thế các bạn, cũng là một clip giải cứu một em chó. Tuy là có ba em nhưng thật sự là anh em thì chỗ nhà em Công thì không có chỗ để nuôi, vì là xưởng cơ khí thì cũng rất là chật chội, trước đây cũng đã có nuôi rồi nhưng vì chật chội quá nên là không đủ chỗ để nuôi, lên lại phải nhượng lại cho một bạn khác để nuôi. Qua vào thì trời cũng tối không ghi hình được. Đấy, và anh ấy thì cũng không muốn bán. Hôm qua thì cũng làm nhiều cái công tác tư tưởng thuyết phục thôi, thì nhờ anh ấy gọi là phóng sinh các bạn, phóng sinh một cái sinh mạng. Con chó là cái loài vật rất là khôn và rất là trung thành. Có lẽ là ghi hình này lên thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bác đồng tình với quan điểm của em Công và đồng tình với rất là nhiều người. Cái vấn đề ăn thịt chó của người Việt Nam mình cũng còn rất là phổ biến. Tuy nhiên là cũng mong qua clip này mà anh em chia sẻ lên này, cũng mong là mọi người cùng chung quan điểm đó là thịt chó không nên ăn. Đấy, con chó là một con vật nó từ xưa đến nay, từ bao nhiêu đời nay rồi, là những loài vật cực kỳ trung thành mà gần gũi với đời sống con người. Đấy, các cụ thường có câu là chó không chê chủ nghèo, người chủ có nghèo có khổ đến mấy thì kể cả con vật nuôi, con chó đấy có thiếu ăn thì cũng gần như là không bỏ chủ. Dạ anh. Đấy, thì hôm qua thì về buổi tối hôm qua thì em Công cũng đã gọi điện thuyết phục. Đấy, thì hôm nay thì anh cũng đã đồng ý là để cho anh em bớt cho anh em cái con chó đấy. Thì đây cũng xin ghi hình cho các bác xem, nhìn rất là thương luôn, vì là con này thì là chó đực rồi. Anh em muốn mua một con chó cái cơ. Đóng cửa. Từ hôm qua thấy đây, anh chủ quán là không sờ vào được con chó này. Đấy, con chó cái này, chó bé hơn này. Thế nhưng mà tuy nhiên là em Công vào này. Đấy, các bác thấy này.
gần như là các bé chó này nghĩ là được cứu rồi sao các bạn, nên là rất là mừng. Tối hôm qua về thì anh em đã gọi điện thuyết phục rất là nhiều, nhờ anh thôi và anh coi như anh làm phúc các bạn. Thực ra thực tế là cũng không có ý tưởng là hôm nay sẽ ghi hình một cái clip về động vật đâu. Thế nhưng mà cũng nhân tiện qua câu chuyện của cô bác Hiếu có gửi gắm niềm tin vào em Công thì cũng ghi đôi chút hình ảnh để chia sẻ lên kênh. Mong là có sự lan tỏa để mà mọi người chung tay cái việc mỗi người có một quan điểm các bạn. Cái việc mà ăn thịt chó thì từ xưa rồi. Từ xưa đến nay nó là cũng là một cái gì đấy, nó là một cái văn hóa từ đời ông đời cha mình rồi. Tuy nhiên là đến bây giờ thì cũng bị rất là nhiều người phản đối lên án. Đấy. Vì đây. Nhìn rất là thương luôn. Một lúc nữa là sẽ không biết là mình sẽ mang về kiểu gì. Có thể là mượn anh ấy cái lồng mang về nhà trước. Bây giờ thì cũng là buổi chiều tối rồi. Bây giờ cũng là 4 giờ rồi các bạn, nên là có lẽ là bắt về xong là để tạm ở nhà em Công một tối, sau đó là ngày mai mới có thể là mang đi vào chỗ nhà em Xính được. Này, thấy vào này, khôn chưa? Rất là khôn nhá. Em không có duyên với anh rồi. Đi tìm rất là nhiều nơi. Thực ra cái giống chó mà cô bác anh chị có thể tìm hiểu, nó là giống chó mông cộc của người Mông ấy, giống chó bản địa ở đây ấy, thì là một giống chó cũng cực kỳ là khôn, nhưng phải là thuần chủng. Đấy, chó cộc tịt hẳn này. Đấy, và lông có thể là màu xám do hoặc là màu nâu đỏ. Đấy, những cái con hoặc là chó sù. Đấy là những cái giống chó mà thuần chủng. Đấy, thì nó rất là khôn và cái sự gọi là nó quen với cái khí hậu ở đây rồi thì là nó sẽ rất là khỏe. Tuy nhiên là tìm ở ngoài những cái chỗ mà em Công đi tìm đều là những giống chó nhỏ, chó quá di, nên là nó và cái con nó không được to, cái giống nó không được to các bạn. Nhìn thì nó không được gọi là cái tương lai của nó, nếu mà mình nuôi chỉ sợ là nó bệnh tật các thứ ra chết thôi. Nên là đây hôm qua tình cờ vào đây thì đấy, các bác có thể thấy là con chó kia nó rơi vào tầm hơn 10 cân. Nó là chó cái, thì chó cái tơ thì có lẽ là nó sẽ khỏe hơn. Mà nó là giống chó, nhìn nó cho ra xem. Từng con ra một thôi. Con kìa. Thế như này. Bây giờ ra lại khó vào. Đấy. Cho các em ra chơi một tí. Nói thật sự là còn hai em còn lại thì anh em không có điều kiện các bạn. Và anh chủ nhà thì cũng không bán nữa. Anh chủ quán cũng không bán nữa. Chỉ đấy, hôm qua thuyết phục là cũng là đi làm phúc thôi. Đấy, mong anh giúp cho. Nên là anh cũng đã đồng ý. Và hôm nay thì chỉ giải cứu được một em này thôi. Em kia, em phải em đấy không nhỉ? Đấy, em đấy là chó cái. Đấy, hôm qua vào thì rất là hăng, vào sủa rất là mạnh. Nhưng hôm nay thấy em Công quay lại, nó gần như nó đấy, con vật nó cũng có một cái linh cảm, nó cũng biết là có thể là có người đến giải cứu nên vào chuồng. Rồi.
Đây mình phải làm quen với nó một lúc. Hôm qua sủa rất là hăng. Ô, khôn nhé. Mít bắt tay. Cắn à? Làm gì dám cắn. Em là một người rất là sợ chó. Hôm qua vào sủa hăng lắm, đến hôm nay là lành rồi. Ở đây đi. Ra đây, ra đây. Nào. Baby. Đây, lúc nãy anh em có đi mua một sợi xích. Tuy nhiên là các em, các bé chó này vẫn đang ở, vẫn ra là vẫn còn cuồng chân, là vẫn đang muốn chạy. Đi vào đi. Vào chuồng, vào chuồng. Nào, em kia ra đây nào. Anh đưa về nào. À, biết đấy. Cái này chắc phải nhờ anh Trang rồi. Em rất là khó, nó đang rất là hiếu động. Đang như kiểu nhờ mình giúp ấy. Hai con này là một cặp hay sao nhỉ? Này đúng nữa này. Sao? Em này rất là ngoan, tuy nhiên là em này gầy lắm. Chân huyền đề đằng sau. Thích nhá. Sao để đưa? Anh Trang ơi. Mình không thể mạnh tay được. Nếu mà bây giờ mấy em chó này vẫn còn rất là nhát, nên mình chỉ cần hơi nặng tay thôi, các em sẽ phản kháng lại luôn. Đức ơi, nhìn con này hiền nhá. Cuối cùng thì cũng đã bắt được rồi các bạn. Nên là em rất là đang trong tình trạng hoảng loạn, nên là em Công cũng không dám sờ vào, chỉ sợ nhỡ đâu mà nó hoảng quá ấy, nó cắn là lại. Chó màu xám. Tìm em về nhà luôn nha, chú luôn nhá. Côn. Mười lăm cân. Năm mươi ba. Lồng hai cân. Vậy là cái lồng này 2 cân, là con chó này là còn 13 cân à cơ? Đấy, anh tính tiền giúp em. 13 cân thì anh bắt thì giá 90 rồi. Vâng. Nhưng mà về đây nhốt mấy hôm nó hao. Vâng. Thì anh bán cho chúng là giá 10. Tức là 100.000 một cân. 100.000 cân. Vâng. Là 13 cân là 1.3 triệu. Vâng vâng. Ok. Lấy lắm anh để, anh giờ còn đang hết chó rồi. Thôi anh ạ, làm phúc thôi. Đấy.
Nó hôm qua nó thấy em vào là nó biết được cứu nên là nó hôm nay vào nó rất là mừng. Con này là chó lon mà ngon mà. Vâng. Mà rất ngoan luôn đấy. Đức cậu có tiền mặt không? Để gửi cho anh. Không thì chuyển khoản. Chuyển khoản thì em không đủ tiền rồi. Ok, thế em sẽ chuyển khoản cho anh nhé. Ơ, chuột chết nó chui được đấy. Đuổi kém việc con đi nó ra kìa. Nhưng em mở cửa, vấn đề mở cửa gì? Ờ, thế kệ nó. Rồi nó cắn nhau con kia kìa. Cắn con bé này đúng không? Trần Văn Trang. Ok, được anh nhá. Em cưới quanh thất kêu rồi, đâu nhỉ? Điện thoại của anh đâu rồi? Đấy, như vậy là ở đây là mua theo kiểu là đi mua chó thịt thôi, mua theo cân hơi các bạn. Thế còn đi mua chó giống ấy, chó giống thì hôm nọ hỏi một con chó mông cộc là bé thì khoảng tầm 5 cân thôi, đã là 2,5 triệu rồi. Và những cái con tầm 7-8 cân đấy, thì là chó đẹp thì đã đến từ 800 đến 1 triệu rồi. Thế này là đây là một con chó tơ là cũng đã được hơn 10 cân, 13 cân rồi. Đấy. Như này thì về là sẽ chắc là sẽ rất là dễ nuôi, không như chó con kia. Dòng chó này giống chó này không biết là chó lai ở đâu. Thôi nhưng mà mua được như này là tốt rồi. Anh em sẽ tạm thời là sẽ mang về nhà xưởng cơ khí của em Công. Đấy, để chăm sóc, để cho tối nay sẽ ở xưởng một đêm, ngày mai mới mang đi được. Vì là bây giờ nó cũng đã muộn rồi. Bây giờ anh em về đây nhỉ. Về đến nhà rồi, mai mất một cặng nữa. Đấy, xem này. Hiền không? Lành. Được cứu rồi nha. Đây, cô bác Hiếu lại gọi mình rồi. Vừa đi thì cũng vừa thông báo với cô luôn. Chào cô. Cô mừng quá, cháu biết không, bên này là 2 giờ sáng cô. Tỏ với con chó, con dê. Vâng. Đây, cháu mang chó về chỗ nhà cháu đây rồi cô ạ. Bao nhiêu cân, nó nặng 13 cân cô ạ. Cũng khá, con này con vẻ giống to đấy cháu nhỉ. Vâng, chó non, chó tơ mà cô. Nó còn lớn nữa phải không? Dạ vâng ạ. Con kia cùng một cặp con này thì nó lại phải nặng tầm đến 17 cân rồi. Mà vẫn là chó non. Cái con mà cùng cái con này này cô này. Thế vâng. Mà nó lành. Con nó cùng một đàn thì phải không? Vâng. Hai cái con mà hôm nay cháu bắt con cái thì cả cái con đực kia là nó giống y xì con này luôn nhưng mà nó to hơn. Vâng, con đực thì... cháu không rõ, chó này nó nó chắc là chó kiểu là bị người ta bắt trộm ấy. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Dạ.
Thành vừa điện cho cháu rồi cô ạ. Dạ, vâng. Con của Sĩnh thì cho anh. Dạ vâng ạ, vâng. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ vâng. Cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu chào cô ạ. Vẫn còn sợ. Đấy, như vậy là giải cứu thành công một em chó. Vẫn còn hoảng. Ôi. Chó khi mà nó đã sợ nó cụp hết đuôi vào. Con này này. Mặt mũi rất là sạch. Lông mượt. Hy vọng là sau này nhà em Sính sẽ có một đàn chó con đẹp. Vì đây là chó tơ các bạn. Chó này là chưa đi đẻ. Chó này vẫn còn gọi là chó còn con gái. Sau này vào đấy thì sẽ có tìm được một con chó cá, chó đực giống tốt để mà phối. Thì hôm nay sẽ để ở nhà em Công một đêm. Đấy, sau đó ngày mai khi mà anh em đi bắt dê thì sẽ mang vào nhà Sính, nhà Thành một thể. Ngày mai thì sẽ đi bắt dê cho Thành với Sính. Thực sự là bản thân em Công thì cũng rất thích chó, nhưng mà các bác có thể thấy là xưởng cơ khí của em Công thì rất là chật chội, nuôi thì hai nữa là không có thời gian, đấy, ba nữa là cái cơ sở ở gần mặt đường nên là nuôi chó là hay chạy ra đường là đi sẽ gây tai nạn rất là nguy hiểm, đấy, mà xích thì thật sự là cũng không muốn xích nhiều, đấy, xích quá nhiều thì con chó nó sẽ trở lên là nó bị như kiểu stress, nó sẽ bị dữ dằn, nó hay cắn người. Ngoan. Thế là được tự do rồi, được sống rồi. Vào đây đang ấy nó sợ, đi ra đây tạm đây cho. Tạm đây nha. Ôi, cho hẳn nuôi ra kia đi, bây giờ gió nó thổi lên này. Đây, nó tạt hết lên đây này. Đây, tạt hết về đây. Từ đã. Như vậy là hôm nay là anh em cũng làm được thêm một việc ý nghĩa nữa các bạn. Ngoài việc mọi lần mọi hôm thì ghi hình chỉ liên quan đến vấn đề cứu người, cứu những người ốm người đau, thì hôm nay lại liên quan đến một con vật là rất là thân quen, rất là thân thuộc với rất là nhiều người. Và có lẽ là ở đây những các bác khán giả mà xem những kênh thiện nguyện thì đều là những người giàu tình thương, giàu tình cảm, thì có lẽ là với một con vật nuôi mà quá đỗi thân thuộc với lại mọi người thì đây cũng là một cái việc làm rất là ý nghĩa các bạn. Đó là giải cứu được một bé chó. Nay thì ở lò mổ là có 3 em chó, nhưng mà tuy nhiên là vì kinh phí của bác Hiếu gửi cho thì bác chỉ dặn là mua một em chó gọi là chó cái để sau này làm chó sinh sản thôi. Đấy, anh em đi tìm mấy ngày thì may mắn là khi về lò mổ là gặp em chó này. Và bác thì cũng vừa điện cho em Công. Bác rất là vui và rất là cảm ơn. Và hiện tại so với giờ giấc thì
ở tại thời điểm hiện tại ở Việt Nam đây là đang là 4:30 chiều, thì ở bên chỗ bác là bên Mỹ đang là 2 giờ sáng, mà bác bảo là bác vẫn còn đang gọi là trằn trọc, đang là rất là lo lắng về cái vấn đề em chó này. Thì đấy, hôm nay thì 2 giờ sáng nhưng bác vẫn thức, bác gọi điện cho em Công. Một Việt Nam này. Như vậy là công việc của buổi ngày hôm nay thì cũng đã hoàn thành rồi. Cũng quay sơ qua cho xưởng cơ khí cho các bác biết một chút. Đó là chắc là khoảng tầm 1-2 hôm nữa thôi là sẽ chuẩn bị là gia công đến phần cửa của nhà em, lúa em. Đợt này anh em thì khá là bận việc. Đây, đây cũng là cái chuồng chó trước để nuôi chó này, Đức này. Nuôi nhưng mà vì mình nhốt mãi, con chó nó rất là khó chịu. Nên là, nhưng mà thả ra thì đôi khi là nó lao khi ra đường ấy, gây tai nạn, xong là chó thì mất mà lại phải đền người. Nên là, đấy, cũng do cái điều kiện không thể nuôi được. Mình, bản thân mình cũng là một người rất là yêu quý động vật. Ngày trước khi mà mới lên Yên Minh này, chim các thứ là cũng muốn nuôi, thứ nhất là một cái thú vui, hai nữa là cũng rất là yêu quý động vật. Nhưng mà đấy, điều kiện xưởng xiếc là ở gần mặt đường quá là không thể nuôi được.